Xin chào tất cả các bạn. Lần trước tôi đã giới thiệu cho các bạn đồ SVO9600. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đồ bán chuyên dụng, đó chính là đồ Sony model là SVO2100. Thì đây chính là một cái đồ bán chuyên dụng chứ không phải là chuyên dụng. Từ rất lâu rồi thì tôi đã giới thiệu cho các bạn đồ SVO260. Thì đồ SVO260 cũng là một đồ bán chuyên dụng. Nó được xây dựng trên cơ sở đồ dân dụng, đó chính là Sony SLV-R5. Họ chỉ thiết kế diện mạo và cái mặt nạ bên ngoài màu trắng để phù hợp với những cái dòng chuyên dụng mà thôi. Tuy nhiên ruột gan của nó vẫn là cái đầu dân dụng bình thường. Thì đầu Sony SVO2100 này cũng vậy. Nhìn bên ngoài nó là một cái màu trắng giống như những đầu chuyên dụng, nhưng mà thật ra ruột gan của nó chỉ là một cái đầu dân dụng thông thường. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là cái đầu SVO2100 này không phải do Sony thiết kế mà là Sony là mua lại của Sanyo. Nó được xây dựng trên cơ sở của một cái đầu SVS của Sanyo. Và sau đó Sony chỉ thiết kế lại cái diện mạo bên ngoài và gắn cái logo Sony vào mà thôi. Nếu ai chơi đồ video nhiều thì có thể nhận thấy là cái thiết kế mặt ngoài này nó cũng khá giống với lại máy Sanyo model là VZ-CS1. Chúng ta thấy là cái đầu này nhìn qua thì nó cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì chất lượng của nó cũng chỉ ngang ngửa với lại cái đầu Sanyo dân dụng bình thường mà thôi. Tuy nhiên thì những cái đầu SVS của Sanyo thì có chất lượng cũng rất là tốt. Cho nên có thể nói thì cái đầu này cũng rất là đáng chơi ha. Nó vừa đẹp mà chất lượng của nó cũng khá tốt. Ở hai bên là có hai cái đồng hồ hiển thị. Đồng hồ bên phải này dùng để hiển thị counter, time code và những cái mode hoạt động của máy. Còn đồng hồ bên trái này đó chính là hai đèn TVU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Cái phím vận hành băng thì được thiết kế lại để cho trực quan và dễ nhấn. Và chúng ta thấy là nó sẽ có hai cái nút màu xanh bao gồm là nút stop và nút eject. Ở những cái đầu chuyên dụng mà chúng ta thấy là cái nút red thì thường có màu đỏ. Tuy nhiên ở những cái đầu bán chuyên dụng này thì nút red này là chỉ là cái nút bình thường mà thôi, nó chỉ có một cái chấm đỏ nhỏ như vậy. Ở đây có một vài cái biến trở. Đây chính là biến trở dành cho jack micro khi mà chúng ta lồng tiếng. Đây chính là volume cho headphone. Và đây chính là bốn biến trở volume dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng. Thì đầu bán chuyên dụng này nó sẽ có bốn track audio bao gồm là hai track normal và hai track hi-fi. Đây chính là hai nút tracking và đây là chính là tracking mà dạng kỹ thuật số. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ chỉ thị của hai đèn TVU. Chúng ta có thể là chỉ thị mức hi-fi, chỉ thị mức normal và chỉ thị mức video và tracking. Đây chính là nút counter reset. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ điều khiển. Chúng ta có thể là điều khiển bằng những cái nút phía trên máy hoặc là chúng ta có thể là chọn remote. Đây chính là cái công tắc dùng để thiết lập chế độ hoạt động của máy, chẳng hạn như là audio monitor, chúng ta muốn nghe hi-fi chúng ta sẽ gạt ở trên, chúng ta muốn nghe normal chúng ta sẽ gạt phía dưới. Rồi chúng ta có thể nghe CS1, CS2 hoặc là mix. Đây chính là công tắc dùng để chọn input cỏ vào, chúng ta có thể chọn là line in hoặc là S video. S video thì sẽ tốt hơn là line in. Đây chính là công tắc chọn chế độ power on. Giống như đầu cam cassette vậy, chúng ta có thể là để off, play hoặc là red. Thì thường là đối với cái đầu này chúng ta sẽ để là off. Chức năng auto play này chúng ta sẽ không dùng đến, thì chúng ta cũng để off luôn. Đây chính là những cái phím dùng để thiết lập menu, bao gồm là di chuyển hay data. Thì menu này nó chỉ có một vài thông số mà thôi. Đối với lại những cái đầu bán chuyên dụng như vậy thì nó chỉ có một vài những cái thiết lập cơ bản, nó không có những cái chuyên sâu. Máy này là máy SVS và có hi-fi. Chúng ta có thể xem là cái dàn cơ bên trong của nó là cái dàn cơ Sanyo thông thường mà thôi, không phải là dàn cơ chuyên dụng của Sony. Đây chính là phía sau của máy. So với lại những đầu chuyên dụng mà chúng ta thấy là cái mặt sau của nó khá là đơn giản, nó chỉ có một vài cái jack cắm cơ bản nhưng mà thôi. Tại vì đây chính là một cái đầu bán chuyên dụng, nó cũng giống như đầu chuyên dụng thông thường vậy. Đối với đầu dân dụng thì sử dụng jack RCA dành cho âm thanh và video. Nhưng mà đối với cái đầu bán dân dụng này thì là họ sẽ sử dụng jack video, đó chính là cái jack BNC ha. BNC thì chúng ta thấy là video thì nó có là in và out và ngõ monitor. Monitor này nó sẽ hiển thị time code trên màn hình. Đây chính là ngõ đồng bộ. Còn phần audio thì nó vẫn đi jack RCA thông thường, giống là những cái đầu dân dụng vậy. Ngoài ra đầu này còn có ngõ S video. Chúng ta sẽ ưu tiên dùng ngõ S video thì chất lượng sẽ tốt hơn.
Đầu này có trang bị thêm cái quạt để tăng nhiệt. Đây chính là bên trong của máy, và chúng ta thấy là nó hoàn toàn giống như một cái đầu dân dụng thông thường mà thôi. Và đây chính là thiết kế của Sanyo. Đây chính là cái tấm mạch to dùng để xử lý tín hiệu nằm phía trên, phần dàn cơ phía dưới, và đây chính là bộ nguồn. Nguồn của máy được sử dụng là nguồn xung. Bây giờ chúng ta sẽ lật tấm mạch xử lý tín hiệu lên để xem cấu trúc phía dưới như thế nào. Ở đây chúng ta thấy sẽ có hai tấm mạch to và tấm mạch nhỏ như vậy. Tấm mạch to đó chính là mạch dùng để xử lý video, và tấm mạch nhỏ này đó chính là mạch xử lý audio. Chúng ta thấy là cấu trúc phần mạch này nó cũng không quá phức tạp, nó hoàn toàn giống là một cái tấm mạch xử lý của một cái đầu video thông thường mà thôi. Mặc dù linh kiện cũng khá nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là linh kiện nó là linh kiện thường nha. Các tủ nó cũng là những cái tủ thường, không phải là tủ chất lượng cao. Phần mạch audio này cũng vậy, chúng ta thấy là cấu trúc của mạch audio rất là đơn giản và nó chỉ là sử dụng những tủ thường thôi, không có những cái tủ chuyên về audio. Phần chính giữa này đó chính là dàn cơ, và chúng ta thấy là phía sau và bên phải này nó không có mạch, rất là đơn giản. Đây chính là phần dàn cơ, một loại dàn cơ rất là thông dụng ở những cái máy Sanyo. Thì chúng ta thấy là phần trống từ này sẽ được che bằng một cái tấm chống nhiễu, thì chúng ta sẽ mở cái tấm này để chúng ta xem trống từ như thế nào. Phần dàn cơ này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn trong cái máy Sanyo BZS6000B, một cái dàn cơ chạy cũng rất là ổn định. Vào thời gian đầu lúc mà Sony vừa tiếp cận với lại VHS thì là Sony cũng có mua dàn cơ của Sanyo để thiết kế cái máy của họ. Dàn cơ này có đặc tính là chạy bền, êm, đáp ứng nhanh, cho nên là Sony rất là tin dùng cái loại này. Phần trống từ chúng ta thấy nó cũng là một cái dạng trống từ thông thường mà thôi, không phải là dạng trống từ chuyên dụng. Và đây chính là cái lock plug-in. Đặc biệt của cái dàn cơ này là nó chạy rất êm, chạy đáp ứng nhanh và cũng khá là ổn định. Tôi đã giới thiệu với các bạn cái dàn cơ này từ rất lâu rồi. Phía dưới máy có một tấm mạch nữa, đó chính là mạch điều khiển hệ thống và sạc vô. Và ở dưới tấm mạch này đó chính là phía dưới của dàn cơ. Để xem dàn cơ thì chúng ta sẽ tháo những ốc này và chúng ta lật cái tấm mạch này lên. Loại dàn cơ này có một nhược điểm là chúng ta rất là khó tiếp cận với cái phần phía dưới của dàn cơ. Nếu mà chúng ta muốn thay dây cua ra thì cũng khá là khó. Chúng ta phải tháo cái tấm mạch này trước. Phần quạt điện này chúng ta thấy là nó cũng khá là đơn giản. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Và dàn cơ này thì thường nó hay bị lỗi lỏng với dây cua ra này. Nếu các bạn mà có sử dụng những cái máy Sony hoặc máy Sanyo nào mà dùng dàn cơ này thì chúng ta sẽ check cái kiểm tra cái dây cua ra đầu tiên. Và dàn cơ này nó cũng có rất nhiều biến thể, thì cái biến thể này dùng khá là ổn định. Đây chính là motor capstan. Đây chính là động cơ trống từ ha. Ở đây nó sẽ có hai cam. Và hai cam này sẽ kéo cái thanh này, và hai thanh này sẽ điều khiển hai cam lắp đin đưa lên. Bây giờ chúng ta sẽ test máy. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào. Máy nuốt băng rất êm và rất nhanh. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Chục nữ tâm kinh. Mình có thể đối diện nhau. Chúng ta thấy là auto tracking rất nhanh. Khi mà chúng ta vừa cho băng vào thì máy lên hi-fi ngay. Âm thanh và hình ảnh của máy này cũng rất là tốt các bạn. Hình ảnh rất sắc nét và cái màu sắc rất là tươi. Máy này có kế thừa được cái kỹ thuật xử lý của Sanyo, cho nên chúng ta thấy là cũng khá là tốt.
Đặc biệt chúng ta thấy là màu sắc của máy này rất tự nhiên và cái màu của nó không hề bị nhiễu. Hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn đồ bán chuyên dụng, đó chính là đầu Sony model là SVO 2100. Đây là một đầu bán chuyên dụng, chúng ta thấy là cái mặt của nó thiết kế màu trắng cũng rất đẹp. Tuy nhiên bên trong ruột gan của nó chính là hàng một cái đầu Sanyo bình thường mà thôi. Dàn cơ nào, bộ nguồn cũng như tấm mạch xử lý đều là của Sanyo cả. Mặc dù nó chính là cái máy bên trong chính là máy dân dụng thông thường nhưng mà chất lượng của nó cũng rất tốt. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với những cái đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.